Ngồi voi cái video này mà vẫn còn thấy hú hồn đó mọi người. Ai từng đi du lịch giường nằm mà bị gặp trải nghiệm giống tôi không? Thường thì tôi vẫn đi xe giường nằm limousine lên Đà Lạt hoài à. Hãng xe này thì không quá nổi nhưng mà chất lượng ok nên tôi cũng đi nhiều lần rồi. Tự nhiên lần này đi Sukarna ghê á mọi người. Hôm mà tôi đi ở trên xe chỉ có 3 người nhà tụi tôi thôi, với thêm một chị khách nữa, với bác tài với cả anh lơ xe nha. Nửa đường thì cái nhà vệ sinh trên xe bị tục trặc, cái này cứ dừng đi sửa lại hoài. Sửa mãi không được cái là phải dừng ở trạm sửa 40 phút. Em đi tầm khoảng 10 phút nữa cái nổ cái đùng. Lúc đầu tôi nghe cái tiếng đùng tôi tưởng là nổ lốp xe cơ. Mà không phải mọi người ơi, vỡ kính. Hèn sao cái kính bị vỡ này là có cái chị khách vừa mới ngồi đó luôn, vừa mới xuống xe lúc nãy luôn á. Ta nói nó sợ gì đâu mà sợ hú hồn luôn, tưởng tượng mình mà ngồi đó thì thôi rồi toang rồi. Không có phải là do xe đâu nha mọi người, là do cái bác cắt cỏ nào á. Sao mà bay cái lưỡi dao vào cái kính mà vỡ luôn á. Đi chuyến tầm sáng mà tới tối mịt mới tới nơi cơ mà. Hôm đó bác tài với lại anh lơ xe là cứ xin lỗi tụi tôi hoài à. Bác tài thao mà thấy thương luôn đó mọi người. Tới nơi thì tụi tôi nhận phòng, hôm nay tụi tôi ở villa nha mọi người. Villa này thì view cực kỳ xịn luôn, ngày mai tôi review sau ha. Sukarna vậy thôi chứ vẫn phải đi ăn mọi người ạ. Lẩu gà lá é hôm nay.